Hi, xin chào các bạn Hôm nay mình quay lại và chia sẻ cho các bạn cách nhận biết và so hình nô thận trên CT Hãy cùng mình theo dõi video này nhé như các bạn đã biết, có rất nhiều phương pháp để chẩn đoán u thận như siêu âm, CT, MRI, nhưng theo mình CT vẫn là phương pháp có giá trị chẩn đoán nhất. MRI sẽ thay thế CT trong trường hợp bệnh nhân có thai, dị ứng thuốc cản quang. Khi tiếp nhận một bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ ưu thận, mình sẽ thiết lập protocol gồm 4 thì, thì không thuốc, thì tỉ võ, thì thận đồ và thì delay. Ở thì không thuốc, chúng ta sẽ đánh giá được sơ bộ toàn ổ bụng, hình dung về vị trí, đặc tính của khói trắng chỗ trong nhu mô thận cũng như sự phôi hóa trong u. Đối với những u có kích thước nhỏ, thường đồng động độ và đồng nhất với nhu mô thận. Những u có kích thước lớn không còn đồng đồng độ với nhu mô thận nữa bởi vì có sự hoại tử hay chảy máu. Ở thì tủy vỏ, thời gian chụp từ 25 đến 50 giây sau tim. Ở tỳ này, mình có thể đánh giá được đồng mạch thận, đồng mạch nuôi u. Từ đó, bác sĩ có thể lập được kế hoạch cho các hướng điều trị sau này. Đối với tỳ thận đồ, thời gian chụp từ 70 đến 90 giây sau tim. Ở tỳ này, chúng ta sẽ xác định được sự thâm lấn của u với nhu mô thận hay các cơ trúc xung quanh quan sát được mật độ của tổn thương có đồng nhất hay không cũng như sự tưới máu của u thận Đối với thì delay, đây là thì rất quan trọng đối với những UTCC, sự tắc nghẽn hệ thống thì niệu do sỏi hay do u chàng ép, các bệnh lý về bàng quang, vân vân. Vậy bây giờ hãy cùng mình đi đến bước sơ hình u thận trên CT nhé trước khi dựng hình mình sẽ lướt xem bóng thì để có một sự đánh giá chung sau đó mình sẽ lựa chọn lát cắt bọc lỗ u rõ nhất và roi vào vị trí của u để đánh giá tính chất bắt thuốc của u rồi chụp lại ở cả bóng thì nhớ hay tăng độ dài lát cắt và chỉnh độ tương phản để hình ảnh đẹp hơn nha ở thì tặng đồ mình chuyển sang mặt cắt coronal để đo kích thước của u cũng như là xác định được vị trí của u nằm ở cực trên cực dưới của thận tiếp theo mình sẽ so hình tĩnh mạch thận lý do mà mình so hình tĩnh mạch thận là bởi vì đối với những u thận rcc thường gây xâm lấn tĩnh mạch thận mình sẽ so tĩnh mạch thận để tìm xem có huyết khối hay không từ đó mình sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán được giai đoạn của u tiếp theo ở thi tỉa vỏ mình sẽ bắt đầu dựng động mạch thận để bác sĩ có một cái nhìn tổng quan về mạch máu nuôi u ở ca này mình thấy bệnh nhân có huyết khối bám thành ở nhánh động mạch chủ bụng do đó mình sẽ coi từ nhánh động mạch chủ bụng xuống đoạn động mạch chậu xem thử có bệnh lý hẹp hay tắc gì không. Sau khi kiểm tra mình thấy bệnh nhân này có huyết khối bám thành ở động mạch chủ bụng và tắc động mạch chậu trong hai bên thì mình cũng sẽ xô lên cho bác sĩ. ở thì delay thì mình sẽ xô một tấm để bộc lộ được sự thải thuốc của thận bằng cách mình sẽ tăng độ dài lắc cắt và chuyển sang chế độ miếp. Sau đó mình sẽ quay lại thì công thuốc để so hình sỏi thận ừ, Trước khi qua chăn yên thì mình sẽ coi lại một lần nữa để xem có bỏ sót gì không Và sau khi kiểm tra thì mình có thấy là có vài cái đám hạch ở vùng chậu Mà không biết đó là hạch ác tính hay lành tính Thì mình cũng sẽ sâu lan cho bác sĩ và đây là kết quả của mình Ừ, với những cái tấm hình này thì bác sĩ lâm sàng và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ dễ dàng có một cái nhìn tổng quan hoặc chi tiết về tổn thương cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình đừng quên like, share, subscribe kênh youtube của anh thư sorry để kênh của anh đạt được top một trending nha bye bye